Tin Vatican, văn kiện mới của Tòa Thánh về các vấn đề kinh tế tài chính. Văn kiện mới của Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện đã được công bố sáng ngày 17 tháng 5 năm 2018 với tựa đề Các vấn đề kinh tế và tài chính. Văn kiện trình bày những nhận xét giúp thực hiện một sự phân định luân lý đạo đức về một số khía cạnh của hệ thống kinh tế tài chính hiện nay trên thế giới. Văn kiện dài 16 trang chữ nhỏ, chia làm 34 đoạn, mang chữ ký ngày 6 tháng 1 năm 2018 của hai vị bộ trưởng và hai vị tổng thư ký, được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn và truyền công bố. Trong số những ý tưởng nổi bật, văn kiện kêu gọi đặt con người và công ích, chứ không phải lợi nhuận thuần túy, ở trung tâm những trao đổi kinh tế và tài chính trên thế giới. Ảnh hưởng ngày càng gia tăng của thị trường trên an sinh vật chất của phần lớn nhân loại. Đó thật là điều đáng trách trong hậu bán thế kỷ 20. Thiện ích kinh tế gia tăng đáng kể, nhưng những chênh lệch trong xã hội cũng gia tăng theo. Văn kiện Tòa Thánh kêu gọi giới chủ tự phê bình kiểm thảo. Họ cần khởi đầu hành trình tiến về một nền văn hóa kinh doanh và tài chính đặt nặng công ích và trách nhiệm xã hội. Các ngân hàng phải cải tiến sự minh bạch trong các hoạt động tiền tệ, cho vay mượn và tiết kiệm. Những hoạt động này phải được xác định rõ hơn, nhất là vấn đề đầu tư. Và các ủy ban luân lý đạo đức phải được thiết lập trong các hội đồng quản trị.